vũ khí tự chế chống zombie. Có lẽ các bạn không quan tâm, nhưng chúng tôi đã phải mất đến 2 tuần liên tục để nghiên cứu cũng như tìm hiểu rất nhiều về các loại vũ khí thì mới tổng hợp hoàn thiện được nội dung cho video này đấy. Có thể nó sẽ không là gì đối với nhiều người, nhưng với tập thể bạn có biết thì đây thực sự là một công trình vĩ đại mang tính cách mạng trong công cuộc phòng chống zombie trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với kênh Bạn Có Biết. Sau đây là chủ đề vũ khí tự chế chống zombie. Video này, ngoài việc tổng hợp các loại vũ khí tự chế ra thì nó cũng sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn cách chế tạo thành công ít nhất là một loại vũ khí. Nếu bạn khéo tay và chăm chỉ hơn thì bạn rất có thể sẽ chế tạo thành công được tất cả chúng. Còn nếu bạn không chế tạo được bất kỳ thứ vũ khí gì có trong danh sách này thì chúng tôi thật sự có lẽ đã hết cách. Tôi đủ thôi vì nó còn phần 2 đấy. Tiêu chí cho những vũ khí trong danh sách này. Thứ nhất, bạn có thể tự chế tạo nó. Tất nhiên, vì tiêu đề video đã mô tả như vậy rồi. Thứ hai, bạn có thể chế tạo nó từ những vật liệu rất dễ kiếm ở xung quanh nhà mình hay ít nhất là trong khu vực bạn đang sinh sống. Điều này là hiển nhiên vì đủ khả năng để chế tạo mà không kiếm được vật liệu thì cũng như không. Thứ ba, những vũ khí này cực kỳ dễ sử dụng. Tương tự như ý trên, chế tạo mà không sử dụng được thì cũng là đồ bỏ đi. Lưu ý, trong đây có những loại vũ khí sẽ gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới sức khỏe con người và đồng thời nó cũng nằm trong danh sách vi phạm pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Khuyến cáo, các bạn nên cẩn thận trong quá trình chế tạo cũng như thử nghiệm những loại vũ khí này. Tốt nhất là nên tìm một nơi nào đó an toàn, ít người để thử nghiệm, tránh trường hợp làm ảnh hưởng đến người khác. Được rồi, lưu ý và khuyến cáo đã xong, chúng ta bắt đầu thôi nào. Let's go! Molotov Cocktail. Molotov Cocktail hay còn được gọi là bom xăng, bom dầu, bom lửa hay đơn giản là Molotov. Tên chung được sử dụng cho nhiều loại vũ khí gây cháy trong chai. Tên Molotov hay Molotov Cocktail lần đầu tiên xuất hiện trong chiến tranh Liên Xô Phần Lan vào năm 1939 đến năm 1940. Nó được người Phần Lan dùng để chế giễu dân ủy ngoại giao Liên Xô, thấy là Vyacheslav Mikhailovich Molotov, một trong những kiến trúc sư của hiệp ước Molotov-Ribbentrop được ký kết vào cuối tháng 8 năm 1939. Molotov là một loại vũ khí gây cháy đơn giản, có thể sản xuất hàng loạt với chi phí thấp. Chính vì chi phí thấp và dễ chế tạo, loại vũ khí này thường được những tên tội phạm đường phố, những người biểu tình cực đoan hoặc những lực lượng nổi dậy sử dụng. Cấu tạo. Ở dạng đơn giản nhất, Molotov gồm một chai thủy tinh chứa đầy xăng, dầu hỏa hay chất lỏng gây cháy cùng với một tim dầu. Tim dầu có thể chỉ đơn giản là một miếng rẻ nhét vào miệng chai dùng để mồi lửa. Tim dầu thường được nhúng vào cồn hay paraffin hơn là vào xăng dầu. Khi sử dụng, người ta đốt cháy tim dầu rồi quăng chai vào mục tiêu, có thể là xe cơ giới, bộ binh hay vào công sự, chiến hào. Khi chai cháy bị vỡ ra, phần chất lỏng gây cháy sẽ bị văng ra ngoài, bao trùm một khoảng không gian lớn. Đồng thời số chất lỏng này cũng sẽ nhanh chóng bị bắt lửa từ tim dầu và tạo thành một quần lửa khổng lồ, bao trùm lấy những nơi mà chất lỏng gây cháy chạm tới. Thông thường, chất lỏng gây cháy là xăng dầu, nên vũ khí này còn có tên gọi là bom xăng, nhưng methanol, nhựa thông, nhiên liệu máy bay và rượu isopropyl cũng có thể sử dụng thay thế cho xăng. Những chất làm nặc như hắc ín, SPF bom, lòng trắng trứng, dầu máy, rubber sherman, nhựa cao su chưa lưu hóa và thậm chí cả nước rửa bát đĩa cũng được thêm vào để giúp chất lỏng gây cháy bám chặt vào mục tiêu và tạo ra làn khói ngạt dày đặc. Cách chế tạo Molotov Cocktail. Lưu ý, loại vũ khí này bị cấm ở khá nhiều quốc gia trên thế giới rồi đấy các bạn nhé. Nhưng mình vẫn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chế tạo với mục đích là để chống lại zombie thôi đấy. Không khuyến khích sử dụng trong các trường hợp xung đột cá nhân hay tổ chức ở thời điểm hiện tại nếu bạn không muốn gặp rắc rối với pháp luật. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một cái chai thủy tinh. Chú ý, phải là thủy tinh đấy. Vì sao lại là thủy tinh mà không phải là chai nhựa hay chai nhôm? Rất đơn giản, vì chai thủy tinh khi bị va chạm sẽ dễ bị vỡ hơn và khiến chất lỏng gây cháy lan ra với phạm vi rộng. Còn với chai nhựa hoặc chai nhôm thì chịu, bạn ném nó không vỡ thì sẽ không có sát thương diện rộng được. Còn kiếm chai thủy tinh ở đâu thì bạn có thể tìm xung quanh nhà mình hay ra tiệm tạp hóa, hoặc tệ nhất thì bạn có thể tìm chúng ở các bãi tập trung rác thải, nói chung là khá dễ kiếm. Tiếp đến, các bạn kiếm một ít nhiên liệu dễ bắt lửa như xăng hoặc dầu. Cái này thì quá dễ kiếm rồi, các bạn có thể ra cây xăng để lấy hoặc đơn giản là lấy chúng từ những chiếc xe.
Lưu ý, phải là xe chạy bằng xăng hoặc dầu, bạn lấy từ xe đạp hay xe nước mía thì chịu đấy. Tiếp tục, bạn nhẹ nhàng đổ xăng vào cái chai, đổ tầm khoảng nửa chai thôi, đừng đổ đầy quá, nó tràn ra ngoài. Bước này các bạn chú ý làm cẩn thận, không vung ra tay rồi tự đốt mình là tiêu đời luôn. Nếu ai mà chết được trong những trường hợp này, thì có lẽ là một trong những cái chết lố bịch nhất mọi thời đại. Cuối cùng, bạn dùng một miếng vải mỏng hay miếng rẻ gì cũng được, nhét chặt vào miệng chai, sau đó dùng băng keo hoặc kiếm dây buộc, cố định miếng rẻ vào miệng chai sao cho chắc chắn. Tránh trường hợp khi ném miếng vải bay ra khỏi miệng chai trước khi tiếp cận được mục tiêu. Đánh giá ưu nhược điểm. Chúng ta phải thừa nhận rằng đây là một trong những vũ khí dễ làm và dễ sử dụng nhất trong tất cả những loại vũ khí tự chế mà chúng ta đã từng biết trước đây, hay ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Bằng chứng là nó đã được sử dụng khá nhiều bởi các tên tội phạm đường phố, những người biểu tình cực đoan hoặc những lực lượng nổi dậy. Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, nó cũng được sử dụng khá nhiều, như trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha vào tháng 7 năm 1936 và tháng 4 năm 1939, chiến dịch Kai Khinh Gót giữa Nhật Bản và Xô Viết năm 1939, chiến tranh Xô Viết Phần Lan ngày 30 tháng 11 năm 1939 và rất nhiều các mặt trận khác. Chưa dừng lại ở đây, Monotop cũng được các hãng game ưu ái xuất hiện trong game của mình như game Left 4 Dead hay The Forest và còn rất nhiều các tựa game khác. Bởi như đây cũng đủ để thấy là loại vũ khí này phải rất hữu dụng thì mới được nhiều tổ chức, cá nhân ưu ái sử dụng như vậy. Slingshot. Slingshot hoặc Catapult theo cách gọi của người Anh, Ging theo cách gọi của Úc và New Zealand, Kathy thì là của Nam Phi, còn tiếng Việt có lẽ là ná cao su hay gì đó tùy cách gọi của từng vùng miền. Slingshot có hình dạng phổ biến bao gồm một khung hình chữ Y với hai dải cao su thiên nhiên hoặc dây thun được gắn chặt vào hai đầu của mút trạc, hai đầu cao su còn lại được gắn chặt vào miếng vải nhỏ để giữ đạn. Slingshot hoạt động bằng cách sử dụng hai tay, một tay cầm lấy cán, tay còn lại nắm lấy miếng vải chứa đạn, kéo ngược vào phía bên trong người ở khoảng cách hợp lý, sau đó thả tay ra khỏi miếng vải. Với sự đàn hồi của dây cao su sẽ khiến viên đạn bay về phía trước. Vậy thôi, bạn đã biết cách sử dụng slingshot rồi đấy, quá đơn giản đúng không nào? Cách chế tạo slingshot. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị một cái chạc có hình dạng giống như chữ Y, tương tự như trong video. Các bạn có thể tìm thấy nó ở các cành cây xung quanh nhà mình, hay tự đẽo gọt từ các mảnh gỗ gì cũng được. Nhưng còn làm sao cho nó có hình dạng tương tự như trong video nhé. Slingshot không có tiêu chuẩn rõ ràng quy định về kích thước, vì thế bạn phải tự ước chừng sao cho vừa tay mình cầm là được. Tiếp đến, các bạn kiếm hai miếng dây cao su, có thể lấy từ ruột xe máy hay dùng dây thun kết lại càng tốt, loại nào cũng được vì nó rất dễ kiếm. Như đã nói ở trên, slingshot không có tiêu chuẩn rõ ràng nên tùy từng sải tay của mỗi người mà bạn tính toán độ dài dây cao su sao cho hợp lý. Tiếp tục, bạn kiếm một miếng vải nhỏ, cái này dùng để giữ đạn cho slingshot. Bạn có thể lấy nó từ vải của quần áo cũ hay cụ thể là vải từ quần jean cũng được vì nó rất bền và cứng cáp. Cuối cùng, bạn buộc chặt hai đầu dây cao su và hai đầu của miếng vải, hai đầu dây cao su còn lại bạn buộc chặt vào hai đầu của chạc chữ Y. Vậy thôi, bạn đã hoàn thành xong một cái slingshot rồi đấy, quá dễ dàng đúng không nào? Lưu ý, bạn nên dùng đạn có dạng hình cầu, tròn một tí hay viên bi càng tốt. Thực chất, dùng đạn hình vuông, hình thang hoặc hình tam giác thì cũng được, nhưng độ chính xác sẽ không được cao và rất khó để có thể cầm nắm, có khi lại tự bắn vào tay mình. Đánh giá ưu nhược điểm. Tuy slingshot không đủ khả năng để giết chết được zombie, nhưng không vì vậy mà nó trở nên vô dụng. Trong trường hợp bạn đang lẩn trốn zombie, để làm phân tâm chúng, bạn có thể bắn đạn ra một chỗ khác, thu hút sự chú ý của lũ zombie tới vị trí đó và chạy trốn. Đấy, bạn thấy chưa? Nó thật sự cũng khá hữu ích mà. Với những vũ khí bá đạo và rất dễ để chế tạo trên, thì bạn hãy yên tâm về hành trình sinh tồn trước zombie của mình. Chúng sẽ giúp bạn tăng khả năng sống sót cao nhất có thể. Như Monotop thì sẽ giúp bạn tiêu diệt được khá nhiều zombie, còn với slingshot thì bạn sẽ làm phân tâm sự chú ý của chúng, giúp bạn thoát thân một cách an toàn và lặng lẽ. Vũ khí nào cũng tốt, cũng có ưu điểm riêng của chúng. Mong sao các bạn có thể tận dụng được tối đa những ưu điểm này để hành trình sinh tồn trước zombie của mình sẽ không bao giờ bị gián đoạn. Xin chân thành cảm ơn bạn gì đó, mình không tìm được bình luận của bạn này nữa, đã đóng góp ý tưởng về Monotop Cocktail và slingshot để mình có cơ sở tạo ra video này. Nếu bạn xem được video này, hãy bình luận 1 chấm, có thể là 2 chấm, hay gì đó cũng được, để tập thể bạn có biết gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến bạn. Trong tương lai, nếu có điều kiện và được các bạn ủng hộ, chúng mình sẽ làm video hướng dẫn cụ thể về cách làm những vũ khí trong video này, để đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và chân thực nhất trong cuộc cách mạng phòng chống zombie. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Come on, come on!
Yeah.